听了些什么？Chào anh. Em chào quý khách. Ừ, chào em. À, anh muốn thuê phòng? Dạ. À, nhưng mà chuyện là vậy. Dạ. Một năm trước, anh với bạn gái anh có thuê phòng ở đây. Nhưng mà hôm nay là ngày đám cưới của cổ. Ừ. Anh muốn thuê lại căn phòng đó để ôn lại những kỷ niệm. Mà khổ nổi, anh không nhớ cái số phòng đó. Vậy anh có nhớ lầu mấy không anh? Không luôn. Anh chỉ biết là cái phòng đó có view nhìn ra ngoài đẹp lắm. Ở đây á, ở đâu nhìn cũng thấy view hết. Anh có hình ảnh gì không? À đúng rồi, à, anh có chụp hình lại đây nè. Anh lưu trong cái USB. Hình như USB này bị virus hay sao á. Ủa sao kỳ vậy? Ờ, đâu, cho anh mượn lại. Sao vậy ta? Không lẽ chắc nó bị ẩm quá. Cái ngày bữa nay là ngày gì á? Vậy anh có thuê phòng nữa không anh? À, thôi được rồi. Có gì từ từ anh quay lại. Bạn anh mới gọi rủ đi nhậu rồi. Dạ. Cảm ơn dạ. Em. Chào anh. Chị tội quá à. Có quá nhiều lớp tường lửa bảo vệ, không thể xâm nhập dữ liệu vào máy chủ của ông Duy. Ông Duy, ông lại. Ông đang che giấu điều gì?
Dạ, con chào cô. Con Khánh ở nhà ông cô. À, thằng Khánh nó mới đi đâu ra ngoài đó con. Con tìm nó có chuyện gì không? Dạ, con... Sao con không điện thoại cho nó? Dạ, con có gọi rồi mà anh Khánh không có bắt máy. À, vậy hả? Con nghe nói anh Khánh mới mở phòng game VIP hả cô? À, có. Con vô chơi được không cô? À, thằng Khánh nó có dặn cô á, khi nào có nó ở nhà thì mới vô chơi được. À, thôi vậy con ngồi đợi đi nha, chờ chút xíu nó về liền. Dạ. À, con có thường đến phòng game của thằng Khánh chơi không? À, dạ, có. Con thường chơi lắm. Ồ, vậy hả? Vậy là con là mối ruột rồi. Dạ đúng rồi, mối ruột của con đó mẹ. À, thôi vậy con ngồi con chơi với em đi nha. Mẹ đi lên mẹ chuẩn bị để mẹ lên phòng thuế nữa. Con ngồi chơi nha. Nè, hôm nay em dám tới đây nữa hả? Không sợ anh sao? Dạ, em muốn gặp anh mà. Để làm gì? Có tiền chưa? Dạ. Đưa đây. Em chưa có tiền luôn. Chưa có tiền tới chi? Dạ. Ba mẹ em hứa sắp tới sẽ mua cho em một chiếc xe tay ga. Em hứa em sẽ bán chiếc xe lấy tiền trả nợ cho anh mà. Lời hứa khó tin. Em hứa em sẽ kiếm tiền trả cho anh mà. Anh cho em vô chơi đi nha anh. Được thôi, anh sẽ cho chú mày vô chơi. Hôm nay anh cảm thấy vui trong người, chú mày vô chơi đi. Xong rồi cho anh biết cảm giác ha. Mà trước khi vô chơi á, ghi vô đây, 3 ngày phải có tiền trả cho anh nghe chưa. Nếu như trong vòng 3 ngày mà không có tiền trả cho anh thì em biết em phải làm điều gì rồi chứ. Lúc trước anh có nói trong quán bar đó, nhớ không? Dạ em biết rồi. Làm gì sợ dữ vậy? Anh có ăn thịt mày đâu mày lo. Nha. Thôi, ghi đi rồi vô chơi. Trời, nguyên vàng máy khủng luôn á. Vàng máy khủng luôn nha. Đó, anh nạp cho em 10 triệu rồi đó. Đã chưa? Dạ, cảm ơn anh. Ông đang ở nhà con quỷ cái đó phải không? Nè, làm ơn đừng có nói quỷ này quỷ nọ có được không? Ăn nói khó nghe. Ông về nhà liền đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi không về nhà. Giữa tôi với bà lâu nay đã ly thân rồi mà. Bây giờ tôi với bà chỉ chờ ngày ly dị thôi. Tôi với bà chẳng còn gì để bàn, ngoài cái chuyện chia chác tài sản giữa tôi với bà mà thôi. Có đúng không? Ông thôi cái giọng đó đi. Chia tài sản là phải chia theo luật rồi đó, nhưng để tính sao? Bây giờ chuyện quan trọng là chuyện của thằng Thái kìa. Chuyện thằng Thái như thế nào? Bà nói qua điện thoại cũng được mà. Chuyện dài dòng lắm, ông về nhà đi. Nè, tôi không thể nào về căn nhà đó đâu. Tôi không thể nào sống trong căn nhà đầy sự ám ảnh như vậy được. Vậy thì ông cứ ôm con quỷ cái đó đi nha. Thằng Thái có xảy ra chuyện gì cũng đừng có hối hận. Nè, tôi đã nói với bà đừng có nói quỷ này quỷ nọ, nghe khó nghe quá. Bà nói rõ đi, có chuyện gì bà nói đi. Bây giờ chuyện gì xảy ra với thằng Thái? Nó có ra sao thì mặc kệ nó. Ông đừng có giả bộ quan tâm nữa. Đã từ lâu ông có coi đây là gia đình của ông nữa đâu. Nè, càng ngày càng quá đáng. Anh ăn đi. Ừ. Em không sao đâu. Anh cứ về nhà đi, coi ở nhà xảy ra chuyện gì. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì em sẽ hối hận vì giữ chân anh ở lại đây đó. Thôi kệ nó đi em. Con anh mà, đứa nào nó cũng đã lớn hết rồi, tự nó biết suy nghĩ chuyện của nó làm. Còn bà giả vờ bà nói vậy để anh đi về với bà thôi. Bà không có muốn anh ở đây chăm sóc cho em mà. Cái chiêu này là xưa lắm rồi.
Thương anh quá à. Có gì vậy em? Em sao vậy? Nhung, Nhung à, em có sao không vậy Nhung? Nhung à, có sao không Nhung ơi? Dạ em không có sao. Chắc con mình nó khỏe quá cho nên nó hành em. Em ốm ngán đó. Hiện tại chưa có gì chắc chắn, nhưng anh có linh cảm chú Duy có liên quan tới cái chết của cô Hồng. Anh Bảo đang đi tìm một sự thật. Chắc chắn cái chết của cô Hồng có quẩn khúc gì đó. Anh Bảo hỏi mọi chuyện về chú Duy. Chuyện này là sao? Chú Duy, mình càng khó tin chú ấy là kẻ giết người. Một người sống tình cảm và tốt như chú Duy không phải là người dễ tìm. Nhưng mà chú Duy giết cô Hồng làm gì chứ? Thật là vô lý. Mình thấy chẳng có động cơ nào hết. Cậu xem đi, nó là thằng Khoa. Thằng này đang rất thích con Ngọc Anh. Tôi có hỏi cô Trang, nhân viên lễ tân của khách sạn. Cổ nói rằng thằng Khoa đã đưa một cái USB để cho mấy cổ cắm vào máy tính của khách sạn, nhưng máy tính không đọc được gì hết. Sau đó thì phần mềm diệt virus của máy tính khách sạn thông báo là có dấu hiệu xâm nhập của thiết bị lạ. Tôi nghĩ có lẽ là chúng ta đã bị hacker xâm nhập rồi. Như vậy có sao không chú? Không sao đâu. Chúng ta có bảo mật trong sự xâm nhập của virus mạnh nhất hiện nay mà. Thằng Bảo nó giỏi về tính học, ngay từ nhỏ nó đã rất thông minh rồi. Đúng vậy, nó giỏi máy tính cho nên nó mới xâm nhập được điện thoại của thằng Khoa trong chuyện vừa rồi. Hơn nữa tôi có dò hỏi Ngọc Anh thì được biết chính thằng Bảo đã làm một cách gì đó mà đe dọa thằng Khoa, khiến cho thằng Khoa phải buông tha Ngọc Anh. Thằng Bảo này cũng biết dùng thủ đoạn, đúng là cuộc đời dạy nó nhiều thứ. Phải theo dõi và điều tra thằng Khoa, xem nó có liên hệ gì với thằng Bảo hay không. Nè, bà tới đây làm cái gì vậy? Mặc đồ tập thể dục nữa hả? Tôi không nghĩ là ông thảnh thơi như vậy, hèn gì đâu có muốn về nhà. Nó đâu rồi? Nè, bà đừng làm tầm bậy nghe chưa. Đừng có gây sự ở đây. Bà có cần cái gì á, tôi với bà hẹn nhau ra ngoài nói chuyện có được không? Có chuyện gì vậy anh Tùng? Đi về giùm tôi cái đi. Buông ra. Ủa chị Hoa à, chị mới tới hả? Em mời chị vô nhà chơi. Nè, nè, buông ra đi. Nè, tao cảnh cáo mày, đừng tưởng tao im lặng lâu nay rồi được nước tầm tới. Mày đã biết tao là ai thì đừng có đụng tới tao nghe chưa. Bà tránh ra một bên coi. Nhưng mà em có sao không hả? Hả, em có sao không? Em không có sao, em chỉ sợ con mình làm sao thôi à. Cái gì? Mày dám có con với chồng tao hả? Con quỷ cái, mày âm mưu giật chồng của tao, rồi bây giờ muốn có con để giành hết tài sản hả? Anh Tùng ơi, em không có suy nghĩ vậy đâu anh Tùng. Anh tin em mà, anh biết mà, anh tin em mà. Còn bà làm ơn thôi đi có được không? Đi về đi. Bữa nay ông dám lớn tiếng với tôi hả? Thì ra ông muốn ly dị với tôi, chia chác tài sản để lo cho con quỷ cái này và đứa con của hai người. Mà chắc gì nó đã là con của ông. Bà im đi. Ông, bà đừng có làm quá nghe chưa.
Sức chịu đựng của tôi không còn với bà nữa đâu. Bao nhiêu năm nay tôi nhịn bà, bà đừng tưởng là tôi hiền. Chẳng qua là gì, bà phải biết vị trí của bà. Tôi cảnh cáo bà, đừng có ý định đụng tới Nhung. Anh ơi, em đau quá. À, có sao không em? À, em khó anh chịu ơi, em vô nhà nghỉ nha. Em vô nhà nghỉ nha. Đi em. Đi ra đây. Ra đây. Tôi nói cho bà biết, nếu đứa con của tôi và Nhung có vấn đề gì, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Bà nhớ đó. Ông khoan đã. Ông nhìn đây. Nè, nè, ở đâu ra vậy? Ngay thềm nhà vào sáng nay. Nhưng mà ai làm chuyện này? Ông tưởng lời nguyền Domino đã hết hả? Ông tưởng ông có thể sống vui vẻ hạnh phúc với nó được hay sao? Không có chuyện đó đâu. Và cái chết của con Hồng không phải đã kết thúc. Và đối tượng tiếp theo của hung thủ sẽ là ông hoặc là tôi. Ông nên nhớ, có kẻ để lại một quân cờ Domino bên cạnh xác của con Hồng. Lâu vậy con? Ba mẹ. Ai? Ai đây? Dạ con chào bác. Dạ dạ con chào hai bác. Dạ con xin phép. Trời. Alo. Cho tôi một chiếc taxi tới khách sạn Robinson liền nha. Mày chơi tao hả? Rồi tao sẽ cho cuộc đời mày tàn hơn địa ngục. Sao vậy? Ê, dạ. Nè, hả? Ông mày sao vậy hả? Ông. Thôi mà. Sao ba lại đánh con? Tao giết mày luôn chứ đánh mày hả? Tại sao mày bị nhà trường đuổi học bao lâu rồi mà mày không nói cho ba mẹ biết hả? Bạn con gọi cho ba nhiều lần nói con bị đuổi học nhưng mà ba mẹ đâu có tin đâu. Đó, ba mẹ mới lên trường đúng không? Tụi ba lên trường đúng không? Thì nhà trường nói là con bị đuổi học lâu rồi. Tại sao con không nói, con không báo? Thì nhà trường thích thì đuổi thôi. Con học rất là đàng hoàng. Mày đừng có nói xạo. Nếu mày học hành đàng hoàng thì sao nhà trường lại đuổi học mày? Bạn bè mày nói là mày không lo học hành gì hết, mày lo chơi bời, được dính vào ma túy, có đúng không? Đúng không? Ừ. Mày. Nè bà, bà coi đi. Bữa nay nó chơi tới cái này rồi. Trời ơi, Ân ơi, mày chơi hành đá phải không? Hả? Ừ. Mày. Mày đi về. Con mày đi về. Thôi con không có về. Mày đi về nghe không? Mày về cho tao dạy mày nghe không? Thôi. Nếu không á là tao giao mày cho công an, còn không vô trại cai nghiện nha. Đi về. Con có chết con cũng không về. Con nói rồi. Mày không về hả? Thôi mày... không à. Thôi ông đừng đánh nó nữa, để tôi khuyên. Ân ơi đi về đi con, đi về với ba mẹ đi cai nghiện đi con. Thôi mẹ đi ra đi. Mẹ không có về. Mẹ bà, bà sao vậy bà? Mẹ, mẹ mày bị bệnh đó, mày có biết không? Mẹ mày mẹ, bị mẹ, bệnh đó. Mẹ tỉnh lại đi. Gọi điện thoại đi con. Gọi điện thoại. Dạ rồi. Gọi cấp cứu nhanh lên. Mẹ bà. Mẹ ơi. Ôi chừng mẹ muốn chết đó mọi người. Nhanh lên.
thất bại bà. Bà ơi, đây là phần mềm. Cậu nên nhớ là chỉ hát được khi chơi với nickname Hot Boy thôi đó nha. Hot Boy? Ừ. Nick chú cũng tin quá ha. Thì mình đánh bài với tuổi tin mà, mình phải lấy cái nick nó tin chứ. Cậu xem đi, cậu có thể can thiệp vào thuật toán khi chia bài, vì vậy mà xác suất thắng lên đến 80%. Được rồi, cháu đã thấy cách thằng Thái thua bài như thế nào với cái linh ảo này. Cháu đồng ý mua. Cậu đừng quên là giá của nó là 10.000 đô nghe. Chú muốn chuyển khoản hay là tiền mặt? Tôi thích tiền mặt. Cháu sẽ cho chú một cuộc hẹn. Ok. À, trước khi tới đây, tôi đã chuyển khoản tiền thưởng vào tài khoản của cậu. Cậu kiểm tra xem đã vào chưa. Vào tài khoản chưa? Vào rồi. Như ý chưa? Cảm ơn chú. Đây là khoản thưởng dành cho cậu. Trong việc cậu đã hợp tác với tôi gài bẫy thằng Thái, tôi đề nghị cậu đẩy mạnh chuyện này hơn nữa. Loại chơi bài ghiền như thằng Thái, càng thua nó sẽ càng nóng máu, càng chơi lớn để gỡ. Lúc đó cậu sẽ tha hồ mà hốt bạc. Dĩ nhiên rồi, nó là một con mồi béo bở mà, làm sao mà cháu bỏ qua được. Không chỉ có nó, mở tiệm của cháu á cũng khối đứa đốt tiền vào cái game bài này lắm. Vậy là cậu vô mánh lớn rồi. Dạ cảm ơn chú. Chúc mừng. Mời chú. Ngay cả chú cũng muốn dòm con vô đường cùng sao chú Duy? Chú đâu có muốn vậy. Bình tĩnh đã. Con lớn rồi, con phải tự chịu trách nhiệm với những chuyện mình gây ra chứ. Con phải biết là các trò chơi đánh cược đều không công bằng, nhất là cờ bạc nữa. Con không nghe người ta nói cờ gian bạc lận à? Game này mới nhằm phát triển của chế độ bảo mật cao, nếu không công bằng người ta đâu có chơi nhiều như vậy đâu chú. Bởi vì người ta cũng có cái suy nghĩ giống như con, cho nên người ta mới lao đầu vô chơi như con thiêu thân, bị đồng tiền làm cho mờ mắt, không còn đủ tỉnh táo để nhận ra là mình bị gài. Đó là bài bạc mà không gian lận thì làm sao thắng hoài được, nhất là chơi bài online nữa, thiếu gì cách để hack. Con hay chơi tay đôi với đứa có nick tên là Hot Boy, mà chú nói con mới nghĩ lại, con chơi với nó những ván cược lớn toàn mất trắng hết, con chỉ thắng được nó những lần nhỏ nhỏ thôi à. Có khi nào nó gài con không chú? Nhưng mà làm sao nó gài con được? Thời đại này có cái gì mà không hack không phá được con? Nếu muốn, người ta sẽ bỏ tiền ra thuê hẳn một người viết phần mềm hack game đó, rồi cái lường gạt những người như con nè, chẳng mấy chốc mà người ta sẽ lời to. Con đã thua mất mấy trăm triệu rồi đúng không? Thiệt ra chú cũng nghĩ rất nhiều về chuyện của con, và trong chuyện này thì chú nghi nghi một người. Chú nghi ai? Có lần chú đi ngang qua tiệm game của thằng Khánh, chú thấy nó còn giao du cả với bọn giang hồ, chứng tỏ thằng này không đơn giản chút nào. Chú thấy trong tiệm người ta chơi game bài như con nhiều lắm. Con nên nhớ, Khánh có máy chủ, nó rất dễ dàng can thiệp vào máy của khách. Giả dụ bây giờ nó cài virus vào máy tính để nó kiểm soát cái game chơi của con, thì làm sao con biết được? Chú nói con mới nghĩ lại, đúng là thời gian gần đây anh Khánh hay lân la lại chỗ tụi con khi tụi con chơi bài, hỏi rất nhiều về game, hỏi game bài online có ổn định hay không. Đó, thấy chưa, con thấy chú nói đúng không? Con nhất định phải làm cho ra chuyện này. Cho Khánh mà lừa con nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Dạ, con mới tới hả? Con Khánh nhà không cô? Ờ có, vô đó đi con. Dạ, dạ. Phần mềm này rất ok,
Thằng Thái bây giờ á, nó lầm lắm rồi. Nó bây giờ nợ 500 triệu. Cháu sẽ qua nói chuyện với ba mẹ nó. Lúc đó hả, có 500 triệu hay là 1 tỷ thì ba mẹ nó cũng phải đưa cho cháu. Tại vì á, tất cả hình ảnh của nó chơi game thì cháu đã có hết rồi. Bây giờ mấy hình ảnh đó mà đưa lên mạng một cái thôi ha, là bảo đảm không có cái trường học nào mà dám nhận nó vô học đâu. Con không nghe người ta nói cờ gian bạc lận à? Game này mới nhằm phát triển có chế độ bảo mật cao. Nếu không công bằng, người ta đâu có chơi nhiều như vậy đâu chú. Bởi vì người ta cũng có cái suy nghĩ giống như con, cho nên người ta mới lao đầu vô chơi như con thiêu thân. Đã là bài bạc mà không gian lận thì làm sao mà thắng hoài được. Nè, làm gì gõ cửa dữ vậy? Thì ra hôm nay anh bày trò sắp đặt mọi chuyện lừa gạt tiền của tôi hả? Mày khùng hả? Cái gì đây? Thì ra Lauren dùng cái trick này để lừa gạt tiền của tôi hả? Anh là hot boy đúng không? Nếu như đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Tôi thách anh đó, tôi không trả tiền cho anh đâu. Mày đi kiện đi. Giấy tờ mày thiếu nợ tao đầy đủ, có chữ ký đàng hoàng. Tao tới nhà tìm ba mẹ mày thì mày nghĩ mày có trả nợ cho tao không hả? Trong khi đó tất cả những hình ảnh mày chơi game ở đây tao đều có hết. Tao mà đưa lên mạng một phát thì mày nghĩ có cái trường học nào nhận mày học nữa không? Bỏ đi, anh đừng giết chết tôi hả? Anh làm sao giết em được? Anh thương em hỏng hết, làm sao giết em được hả? Nếu em muốn mọi chuyện bình thường thì chiều anh đi, anh sẽ bỏ qua hết nợ cho em ha. Chiều anh ha. Dạ em. Biến thái! Mẹ mày, ai biến thái? Mày nói ai biến thái hả? Buông tôi ra hả? Tôi sao rồi bác sĩ? Xin lỗi bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ, bác sĩ hãy cứu con trai tôi. Tôi cầu xin bác sĩ, bác sĩ cứu giùm con trai tôi. Mong gia đình thông cảm. Con ơi, sao vậy Thái? Sao con lại đâm Khánh? Trời ơi, con gọi điện cho chú nghe mà rụng rời tay chân, chạy xe không được luôn á. Chú ơi, con chỉ lỡ tay thôi, con chỉ lỡ tay đâm người ta thôi chú ơi. Vậy
là nghiêm trọng rồi. Con đâm một nhát, Khánh ngã liền xuống đất. Vậy là đâm trúng phổi rồi. Vậy là con giết người rồi đó. Giờ con phải làm sao đây chú? Theo chú, con nên đến đồn công an trình báo sự việc. Con sợ lắm chú, con sợ lắm chú ơi. Chú ơi, chú còn trốn đi chú. Con đi đâu hả chú ơi? Nghe chú nè, nếu tình huống xấu nhất thằng Khánh chết thì con lại càng phải ra đầu thú. Trong nhà thằng Khánh có camera, con không thoát được đâu. Hơn nữa, con bỏ trốn thì tội của con sẽ nặng hơn đó. Con nên nghe lời chú. Đã bao giờ chú khuyên con sai điều gì chưa? Con phải ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Chú ơi, con đi đâu á chú ơi? Con sợ lắm chú ơi. Con đi đâu chú? Chú giúp con ở đây đi chú. Nghe chú nói nè, ra đầu thú đi con. Mọi chuyện vẫn còn kịp trước khi người ta phát hiện truy nã con. Lối thoát duy nhất của con bây giờ là ra đầu thú. Chú ơi, con sợ lắm chú ơi. Con sợ lắm chú ơi. Con sợ lắm, con không muốn được chú ơi. Chú giúp con đi chú ơi. Con không muốn đi tù. Con sợ đi tù. Sao cậu biết anh Khánh hát game bài của cậu? Trên màn hình máy tính của anh Khánh có cái nick là Hot Boy. Mà cái nick nó thường hay chơi bài với em, thắng tiền em nhiều lắm. Rồi có cái phần mềm hack game nữa. Tại vì em thua nhiều quá, em nóng, không có kiềm chế được, nên là em chỉ lỡ tay, em lỡ dại thôi anh ơi. Anh tha cho em đi anh, cho em xin gặp anh Khánh đi anh. Em gặp anh xin lỗi anh Khánh, em chỉ lỡ tay thôi anh ơi. Cậu bình tĩnh đi. Trời ơi Thái ơi, con giết mẹ rồi. Mẹ ơi, em con đâm người là tội nghiêm trọng đó mẹ. Thái, mẹ. Mẹ ơi, con à. Mẹ ơi, cả nhà mình tỉnh đi. Bình tĩnh đi, cả nhà mình tỉnh. Thái đã khai đâm Khánh rồi, chúng tôi phải tạm giữ Thái để phục vụ việc điều tra. Con à, mẹ cứu con. Mẹ ơi, cả nhà mình tỉnh đi. Mẹ cứu đi mẹ ơi. Chúng tôi mới vừa nhận được thông tin từ bệnh viện, ông Trần Quang Khánh đã bị Thái đâm trúng phổi và tử vong ngay trong phòng cấp cứu. Không có, con chỉ lỡ tay đâm anh Khánh thôi mẹ ơi. Anh ơi đừng có bắn kia mà anh ơi. Thái, cứu Thái ơi, mẹ ơi. Người nhà hãy bình tĩnh lại, chúng tôi còn phải thi hành nhiệm vụ. Trời ơi, ba con sao rồi? Ông chưa gọi cho con nữa hả? Con có gọi cho ba không được. Con có nhắn tin nhưng mà chắc điện thoại ba hết pin nên động không được nữa mà. Hết pin cái gì mà hết pin? Chắc là ông đang ở cùng bị cái đó đó. Mẹ bình tĩnh, ở đây là chỗ cơ quan điều tra, bây giờ mình về nhà rồi nói chuyện sau nha mẹ. Nhưng mà trời ơi, phải làm sao bây giờ đây? Có dữ liệu nào quan trọng hay không?
trưởng coi đây chính là phần mềm viết game. Trước đây trong máy quý cũng có lập trình dùng để tạo ra virus xâm nhập phần mềm game. Thật là bất ngờ. Vụ án Quý chết do bị đánh nhiều vết thương vào đầu, tình nghi là Phước, nhưng sau đó không phải là Phước đánh chết Quý. Ngoài ra tôi còn có thể tìm thấy hình này. Nó được cất giấu trong folder bí mật, có mật mã bảo vệ. Nhưng với chúng ta thì là mang soạn thôi. Vậy là Khánh đã theo dõi Quý từ lâu. Theo suy luận chủ quan của tôi, qua bằng chứng cho thấy Khánh hợp đồng với Quý viết phần mềm hack game. Sau đó Khánh giết Quý vì lý do nào đó, có thể là giết người diệt khẩu. Cũng có thể. Đồng chí Phúc, đem tất cả tài liệu về phòng khoa học hình sự phân tích cho tôi. Rõ. Cẩn thận. Ở đây tôi và cậu là những người xa lạ với nhau. Dạ, cô biết rồi. Chú à, con phải nói là công nhận chú hay thật. Một mũi tên mà bắn trúng hai con nhạn, thằng Thái thì đi ngồi tù. Còn trong cái laptop mà chú bán cho thằng Khánh có ảnh của thằng Quý và các giao dịch viết phần mềm hack game bài của nó. Thế nào công an cũng nghi ngờ thằng Khánh với thằng Quý để bịt đầu mối. Đúng vậy. Dù thằng Quý coi như tôi và cậu đã tính xong, công an không thể nào nghĩ ra được rằng chính tôi mới là người ra tay. Tôi đã chuyển khoản cho cậu theo đúng như hợp đồng. Cậu kiểm tra chưa? Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Con đã nhận được 10.000 đô rồi. Nếu vậy cậu còn muốn gặp tôi để làm gì? Dạ, con muốn gặp chú để con hỏi ý kiến chú là chú có hài lòng với phần mềm mà con đã viết hay không. Phải nói là rất hài lòng. Tôi kiểm tra rồi, đạt yêu cầu lắm. Cậu giỏi á. Lần đầu tiên có một người mà kêu con viết một cái phần mềm hát về game bài. Hình như chú muốn chơi ai hả? Cậu quan tâm chuyện đó làm cái gì? Nè, phải biết giới hạn của mình. Vượt quá giới hạn là liều thuốc độc á. Dạ, không biết. Thật sự mà khi con viết về phần mềm này, con cảm thấy con rất vất vả. Và con nghĩ là mình phải xứng đáng nhận được số tiền nhiều hơn trong hợp đồng này. Ý cậu là sao? Thay vì 10.000 đô thì bây giờ tôi muốn ông phải chuyển cho tôi thêm 20.000 đô nữa. Tổng cộng là 30.000 đô. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Nè, cậu nên nhớ, chúng ta làm việc là có hợp đồng. Đúng. Trong hợp đồng, trách nhiệm của tôi là cung cấp cho ông cái phần mềm này, chứ không ghi rõ là phần mềm này được sử dụng trong bao lâu. Nếu như ông không thực hiện được những điều khoản của tôi yêu cầu thì phần mềm đó chỉ được sử dụng trong 7 ngày. Có nghĩa là tôi đang cầm trong tay một phần mềm dùng thử à? Chú hiểu vấn đề rồi đó. Tôi không ngờ cậu trở mặt với tôi như vậy. Có trở mặt gì đâu chú ơi. Tại vì sau khi viết xong phần mềm này, tôi mới thấy sự lợi hại của nó. Chú có thể móc túi của người chơi hàng tỷ bạc, thì tại sao chú lại tiếc rẻ vài trăm triệu với tôi? Cậu thông minh đó. Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng mà đối với tôi 30.000 thì hơi quá. Theo tôi thì khoảng 20.000 là vừa. Tôi sẽ chuyển thêm cho cậu 10.000 đô nữa. Không, tôi muốn 20.000 đô nữa phải nằm trong tài khoản của tôi. Ông nên nhớ, tôi đang cầm phần cán. Phần mềm này hoạt động hay không là do tôi. 20.000 đô, không nói nhiều. Cứu.
số. Đêm nay tao bỏ thuốc độc vào chai nước uống của mày, để cho mày điên loạn và ôm bí mật của tao xuống lòng đất vĩnh viễn. May mắn là có kẻ thay tao để giết mày. Cứu, cứu, cứu tôi. Sẽ không ai biết được mục đích của tao đặt hàng mày giết cái gì. Đó là nguyên tắc của kẻ trả thù. Mày tham lam quá. Tao cũng đang cầm cán ở trong tay đây. Mày lấy tao 20.000, mày phải trả lại hết. Xảy ra cho tới nay đều nằm trong sự tính toán của tôi. Nhưng có một điều đang thuộc dần khỏi sự kiểm soát của tôi. Ý của chú là thằng Bảo nó chưa bị công an tóm. Nhưng mà chú yên tâm đi, con sẽ cho người đi tìm nó và báo công an bắt nó trước. Chú thấy sao? Không được đụng tới thằng Bảo, nghe chưa? Nó chỉ là quân cờ để chúng ta đánh lạc hướng. Cho người tìm nó, coi nó còn ở thành phố không, nó có an toàn không. Dạ, dạ. Trắng lòng đầy hoang mang, nỗi đau nào vùi trong quá khứ, xót xa nào sự thật đắng cay. Người vì người quên đi hận thù, quên ký ức dày dứt trong tim. Chú cứ để tôi. Rốt cuộc mày là ai? Xóa hết đi những đau thương, khỏi tay. Từng giây phút còn trên cuộc đời. Xóa hết đi những u mê kéo ta vào vực sâu tội lỗi, những sóng gió rồi sẽ qua mau. Đời an vui giấc mơ yên bình, giang đôi tay đón ánh ban mai. Một ngày mới đến tình yêu bắt đầu. Trôi xa thật nhanh, nước cuốn đi dòng mày đời lỗi lầm. Có thể qua bằng cái pháp luật hay sao? Mây xa thật cao, mây đưa ta về miền thương yêu. Mọi người cứ nhìn theo. Cái gì nữa? Xóa hết đi những đau thương, từng giây phút còn trên cuộc đời. Xóa hết đi những u mê kéo ta vào vực sâu tội lỗi. Sóng gió rồi sẽ qua đi, đời an vui giấc mơ yên bình, giang đôi.